xuất sắc nhất. Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2017. Gọi tên những thí sinh sau. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 29 Lê Thị Thanh Vân. Xin được chúc mừng thí sinh mang số danh 51 Nguyễn Thị Thu Nghĩa. Cái này được 2 phát. Còn 7 phát nữa. Thí sinh tiếp theo số danh 34 Nguyễn Thị Nhung. Còn 6 người nữa. Không 5 cơ. Thí sinh mang số danh 05. Đấy, 05 ấy, vào top 9 ấy. 05 của ai? Của Lê Minh Châu ấy. Minh Châu là của ai? Thì là chủ thương hiệu mẹ kem ấy. Thí sinh mang số danh 15, Mai Thị Lý Thương. Cái này là thương hiệu mẹ kem ấy. Thương hiệu mẹ kem có bán đâu. Con dùng mà. Thí sinh số danh 18, Cái Thị Thương. Ta không dùng cái gì của mà có con này đâu mà có thể. Mày không dùng, con dùng mà được. Mày dùng là mày mua mặt đấy á. Đấy. Xin được chúc mừng. Cái này là cái đéo về đâu. Xin được mang số danh 14 Nguyễn Thị Nhân. Đã hiểu. Thôi. Thưa quý vị, trên đây là 9 thí sinh xuất sắc nhất của chúng tôi. Nữ hoàng Thiên Nhân Đất Việt năm 2017. Trong top 9 chúng tôi sẽ một lát nữa công bố cho mình top 4 thí sinh xuất sắc nhất. Top 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có phần giao lưu với ban giám khảo trong phần trả lời ứng xử. Và chúng ta sẽ tìm ra được nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2017 trong đêm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Và chúng ta cùng chờ đợi sự tỏa sáng của các thí sinh top 4 ở trong phần tiếp theo của chương trình. Xin được mời các bạn thí sinh. Chúng ta trở vào phía sau hội trường để chuẩn bị cho phần xuất hiện tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn những bông hoa xinh đẹp còn lại. Các chị vẫn rất xinh đẹp và tài năng. Top 9 một lần nữa. Vâng ạ, và lát nữa đây thì chúng tôi sẽ công bố top 4. Top 4 sẽ đi vào phòng thi ứng xử. Nhưng bây giờ là lúc các thí sinh của chúng tôi cần phải làm dịu lại tâm lý của mình. Họ cần một chút nghỉ ngơi. Còn chúng ta thì đang hát một chút âm nhạc rồi. Vâng ạ. Và quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần công bố của top 4 thí sinh xuất sắc nhất. Nhưng trước tiên, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại top 9 thí sinh xuất sắc nhất. Thưa quý vị, xin được mời top 9 thí sinh xuất sắc trở lại sân khấu. Họ sẽ cùng tham gia một phần trình diễn vô cùng đặc biệt với ngôi sao của đêm nay. Dạ vâng. Xin mời top 9 thí sinh xuất sắc nhất. Những nhan sắc lộng lẫy nhất của đêm nay. Những thí sinh đã hoàn thành tốt nhất phần thi của mình. Top 9 thí sinh xuất sắc nhất. Một lần nữa chúng tôi gọi tên số danh 14 Nguyễn Thị Nhật. Số danh 18 Cái Thị Tám. Thí sinh mời. Thí sinh Hồ Thị Bích Tu, số danh 55. Thí sinh Mai Thị Yến Tu, số danh 15. Thí sinh Lương Thanh La, số danh 21. Thí sinh Hồ Lê Thị Minh Châu, số danh 05. Thí sinh Nguyễn Thị Nhung, số danh 34. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Nghĩa, số danh 51. Và thí sinh Lê Thị Thanh Xuân, số danh 29. Và quý vị thân mến, top 9 thí sinh xuất sắc nhất của đêm nay sẽ cùng tỏa sáng với một ngôi sao trong một phần trình diễn vô cùng đặc biệt. Đây á? Chín nữa mà. Và thưa quý vị, cùng quay trở lại sân khấu với top 9 thí sinh xuất sắc nhất đêm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây này, đội mẹ khen đây này. Khúc cùng chào bình yên. Mời quý vị nhìn ngắm lại top 9 xinh đẹp của chúng ta với ca khúc cùng chào bình yên.
rơi, nàng mang quân tư khát khao trong tim hát ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm anh nghe xót xa em ơi có hay. Giữa bóng tối ương trùng, tình yêu như giấc mơ sẽ bao hy vọng. Giờ lối đưa anh về, dịu em và đắng cay. Suốt hơi đen tàn nhanh, mặt trời bất ngờ đã tơ lụng đến ấm nồng. Khi cơn mưa hụt qua, đường đường ta đã lâm vòng mà báo rông. Khuôn đất ấm nắng đêm dài, mặt trời lại chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Tuyệt vọng bên trong nơi ấm, rộn rã đôi tiên vẫn vui. Gặp gỡ trong ngày mới, nắng say để rơi ngập lối. Nắng lên qua tầng cây, gió mơ lên vạn đùa ân à lời nàng thương. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên. Mỏ nhọn nó phải đâu. Không phải. Đấy mà. Đàm Hương nhưng mà đây là thương hiệu khác. Đàm Hương nó đi dắt từng đứa một. Đây này, đây này. Ở giữa này không năm ấy. Giữa bóng tối ương trùng, tình yêu như giấc mơ anh bao hy vọng. Giờ lối như anh về, dịu em mơ lắng cay. Xuống hơi đen đàn nhanh, mặt trời bước kia nắng tươi lục linh ấm động. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu được ta thắp cơn phòng và bão sâu. Khuất lắm những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Tình vọng tên trong hơi ấm, rộn xa, tức tim mừng vui. Gặp gỡ trong ngày mới, nắng xanh tình sớ. Ngập lối, nắng lên qua hàng cây. Gió mơn bàn đùa, lá lớn càng bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về cùng trời bình yên. Vâng, ngay sau đây là giây phút hồi về Ken này. Chúng ta sẽ nghe kết quả của top 4 và sẽ bước vào ứng xử và ai sẽ thành nữ hoàng đêm nay. Xin cảm ơn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Phải nói rằng nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người bận rộn nhất đêm nay và anh đã hỗ trợ cho các thí sinh rất là nhiều. Top 9 rất là hồi hộp khi họ bước ra sân khấu, có cả sự xúc động trong đó. Nhưng với phần trình diễn vừa rồi với sự hỗ trợ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì bây giờ mọi người có thể thấy ở trên gương mặt của họ là sự tự tin và những nụ cười rạng ngời. Từ top 9, chúng tôi xin được công bố top 4 thí sinh xuất sắc nhất. Và thưa quý vị, trong 9 gương mặt này thì chúng tôi sẽ có 4 gương mặt xuất sắc nhất để đi vào vòng ứng xử. Và những gương mặt còn lại là những gương mặt sẽ giành giải Á Hoàng 3 của Nữ Hoàng Doanh nhân nước Việt 2017. Nên cho phép chúng tôi sẽ lần lượt chúc mừng các Á Hoàng của chúng ta. Và những gương mặt nào không có tên trong danh sách này thì tức là đã đi thẳng vào top 4 ứng xử buổi tối ngày hôm nay. À, xin được chúc mừng những Á Hoàng ba của cuộc thi. Thí sinh đầu tiên số danh 21 Lương. Ôi rồi ôi, qua rồi. Xin được chúc mừng Á Hoàng ba thí sinh Hồ Thị Bích Thu. Ôi ôi, tưởng Hồ Lê Minh Châu. Thoát rồi. Số danh 15 Mai Thị Yến Hương. Ôi ôi, thoát rồi, ba người rồi. Số danh 18 Cái Thị Tám. Ôi thoát rồi. Giải thưởng Á Hoàng ba cuối cùng thuộc về thí sinh Phan Văn, 14 Nguyễn Thị Nhật. Top 4.
xin chúc mừng các thí sinh. Vâng, như vậy là top 4 của chúng ta sẽ lần lượt là xin được chúc mừng các top 4. Thưa quý vị, như vậy top 4 là thí sinh Nguyễn Thị Thu Nghĩa số báo danh 51, Lê Thị Thanh Xuân số báo danh 29, Hồ Thị Minh Châu số báo danh 05 và Nguyễn Thị Nhung số báo danh 34. Trước tiên cho chúng tôi được mời quý vị đại biểu sẽ lên sân khấu để trao giải Á Hoàng Vàng. Hồ Lê Minh Châu. Xin mời ông nào ông đọc là Hồ Thị Minh Châu. Xin mời nhà thiết kế giả Hội Bảo Ngọc. Nhà thiết kế áo dài Tuấn Hải. Sẽ cùng lên sân khấu để cùng trao giải Á Hoàng Vàng cho thí sinh xuất sắc của chúng tôi ạ. Chọn nó tin nhắn bình chọn nhiều nhất à? Một lần nữa xin được cảm ơn đại diện các vị đã lên trao giải cho các thí sinh. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng các thí sinh đoạt giải Áo Hoàng Ba. Chúng vị hãy cùng dành một tràng vỗ tay để cùng chúc vui với những người đẹp của chúng ta. Tắt rồi, tí nữa tắt. Xin được chúc vui với các Á Hoàng Ba và mời các bạn trở lại vị trí. Chúng ta sẽ cùng đến với top 4. Xin mời các bạn top 4 bước lên phía trước một chút. Xin mời top 4 của chúng ta sẽ bước lên phía trước để chuẩn bị sẵn sàng cho tuần thi ứng xử. Và chúng tôi xin mời cảm ơn và chúc mừng thí sinh Á Hoàng Ba sẽ cùng trao đổi với các thí sinh. Và đầu tiên sẽ là câu hỏi dành cho thí sinh mang số báo danh 05 Hồ Lê Thị Minh Châu. Là người đấy, sẽ đặt câu hỏi cho thí sinh Minh Châu. 05 xin mời bác sĩ Xuân. Xin mời bác sĩ Xuân Trường. Các thí sinh của chúng ta có thời gian tối đa là 2 phút để trả lời phần thi ứng xử của mình. Xin chào Minh Châu. Thì câu hỏi dành cho em đó là lắng nghe nha, em trở về micro, em có 2 phút. Điều gì làm bạn ấn tượng nhất ở cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân Đất Việt năm 2017? Ôi câu này quá dễ. Xin chào toàn thể ban giám khảo và tất cả quý vị. Rồi đừng run chị ơi, cổ vũ đi. Trả lời câu hỏi của mình. À đang nói lên cổ vũ. Cuộc thi này thực sự đã mang đến cho tôi rất là nhiều trải nghiệm, được gặp gỡ, Đà Nẵng á, giao lưu và chia sẻ với tất cả chị em đồng nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam và được thể hiện bản thân mình. Tuy
Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất của tôi trong cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân Sắc Đẹp 2017 đó chính là được nhận thấy giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống. Đó là nhờ chuyến đi từ thiện ở chùa Quang Châu đã giúp tôi mở rộng lòng mình hơn, sống không vị kỷ và bao dung hơn. Ở đâu đó đã nói rằng không có hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ có hương tình người bay ngược gió ngàn hương. Xin hết. Xin chúc mừng và thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh mang số báo danh 51, Nguyễn Thị Thu Nghĩa. Xin mời giám khảo Jenny Phương Phạm đặt câu hỏi. Đặt câu khó vào. Câu hỏi dành cho chị Thu Nghĩa. Và chị sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi này. Giữa sắc đẹp và trí tuệ, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Ui dồi ôi, quá khó. Em xin trả lời câu hỏi của mình. Theo tôi, giữa sắc đẹp và trí tuệ thì người phụ nữ đẹp không chỉ đẹp vẻ bề ngoài mà phải đẹp về tâm hồn. Khi người phụ nữ đẹp về nét đẹp tâm hồn, sắc đẹp chỉ là một cái vẻ đẹp để tô thêm nét đẹp về tâm hồn, trí tuệ. Người phụ nữ dù không đẹp, nhưng nếu như có được nhan sắc, người phụ nữ dù không đẹp, nhưng nếu như họ có được tâm hồn, trí tuệ tốt, thì người phụ nữ đó sẽ toàn diện lẫn bên trong cả bên ngoài. Và người phụ nữ đó sẽ vừa đẹp tốt gỗ và tốt cả nước sơn. Tôi xin hết. Xin cảm ơn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi. Hỏi khó đấy, trả lời kiểu gì? Phép cho tôi nhân dịp nơi đây, tôi xin cảm ơn, nói lên tâm trạng của mình trong thời giờ phút này. Rất cảm ơn bạn, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời rất gian. Rất tiếc. Các thí sinh chỉ có thời gian để trả lời phần thi ứng xử của mình, trả lời câu hỏi của mình. Rồi, cảm ơn. Chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi của thí sinh mang số báo danh 34, Nguyễn Thị Nhung. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Bạn định nghĩa như thế nào về nữ doanh nhân thành đạt? Trước tiên, lại câu hỏi khó rồi. Trước tiên tôi xin chào tất cả mọi người trong chương trình Hoa Khôi Doanh Nhân Đất Việt 2017. Tôi xin chúc mọi người có một buổi tối thật là ấm áp. Tôi xin trả lời câu hỏi của tôi. Theo cá nhân riêng của tôi thì nữ doanh nhân thành đạt sẽ làm được những cái việc mà những người phụ nữ bình thường không làm được. Làm được gì? Và không nghĩ được. Nữ doanh nhân thành đạt sẽ biết xử lý những cái công việc trong tình huống khó khăn hơn, phức tạp hơn, và đủ tinh thần cũng như là sự thông minh để điều hòa được mọi công việc trong xã hội cũng như là trong gia đình. Phụ nữ doanh nhân sẽ hết 2 phút rồi. Phụ nữ doanh nhân ngoài những công việc ngoài xã hội thì trong gia đình, trong cuộc sống cũng như là trong tình yêu sẽ cân đối được tốt hơn. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn bà. Ôi, nói với nhân viên tự tin thế mà nói trên truyền hình. Người đặt câu hỏi cho thí sinh Lê Thị Thanh Xuân. Xin mời Á Khôi Thanh Hương.
Chào Thanh Sơn. À, rất vui em đã được lọt vào vòng trong. Rồi. À, câu hỏi chị hôm nay là như thế này. Em hôm nay em có tự tin cảm thấy mình xứng đáng đoạt ngôi vị cao nhất nữ hoàng đất Việt 2017 không ạ? Câu hỏi. Úi giời ơi. À, Thanh Sơn xin cảm ơn câu hỏi của chị Thanh Hương. Nhìn mặt là biết chán luôn. Tự tin nhưng mà hỏi thế thì khó. Nếu chúng ta tìm thấy một giấc mơ táo bạo nào đó thì chúng ta sẽ rất run sợ. Nhưng nếu chúng ta thực hiện nó một cách nghiêm túc, bằng sự tử tế, thì nếu chúng ta có được thành quả, chúng ta sẽ thật sự rung động. Đã là một phụ nữ ở thế kỷ này, run rồi. Và là một phụ nữ chắc là không làm chắc nhân. Là dùng Thanh Xuân nghĩ khi bước vào một cuộc thi chúng ta luôn được trang son bị kem rồi chắc dùng son kem sự tự tin cố hữu. Được giải hay không được giải thì chúng ta cũng đã vượt qua chính bản thân mình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn em thân sinh Lê Thị Thanh Xuân. Nhưng mà cái hồ lên như trong thì như vậy là ấm. Top 4 thí sinh xuất sắc nhất đã hoàn thành đây mà ứng xử. Họ đã trả lời mẹ nhầm thế nào câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra và cũng rất nhanh chóng ban thư ký đã tổng hợp điểm của ban giám khảo và một lát nữa thôi chúng ta sẽ tìm ra ngôi vị nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2017. Vẫn thấy cái tổng đài bình chọn người nhiều nhất thì không có à? Có lẽ vào giờ phút này tất cả mọi người đều rất là hồi hộp. Trong đó có 4 thí sinh của chúng ta. Họ là những người phụ nữ thành đạt trên thương trường, hạnh phúc ở trong hôn nhân, trong tình yêu. Và ngày hôm nay đứng trên sân khấu này có thể nói là một sân khấu rất là khác. Và họ không thể tránh khỏi những cái bỡ ngỡ lần đầu tiên. Tuy nhiên đến giờ phút này họ đã hoàn thành tốt. Và chúng tôi đã có kết quả. Xin được công bố giải thưởng Á Hoàng 2. Đừng làm mẹ Ken, đừng. Nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2017. Xin chúc mừng. Đừng. Số báo danh đừng. 51. Ôi ôi, biết là chơi sửa số. Đương mặt và giải thưởng Á Hoàng 2 và giải thưởng Á Hoàng 2 thứ hai của chúng tôi đã thuộc về thí sinh mang số danh 29. Chúc mừng kiểu này đến nhất rồi. Và thưa quý vị, và xin mời hai thí sinh còn lại thì chúng ta có thể nắm tay nhau được không ạ? Chúng ta còn hai gương mặt cuối cùng, ai sẽ là nữ hoàng đêm nay? Dạ. Một người giữ vị trí Á Hoàng 1 và một người là nữ hoàng doanh nhân đất Việt. Nữ hoàng doanh nhân đất Việt đồng thời cũng sở hữu giải thưởng dành cho nữ hoàng trả lời câu hỏi của ban giám khảo hay nhất. Xin được chúc mừng Á Hoàng 1, số báo danh 34, Nguyễn Thị Như. Kia cơ. Này Á Hậu ơi, xem xin thưa sẽ lên sân khấu để trao giải cho hai Á Hoàng 2 của chúng ta. Xin mời trao giải cho Á Hoàng 1 ông Tuấn Trương, ca sĩ Vũ Hà, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Quách Thành Danh và danh hài Bảo Trung. Đây, mẹ Ken đây. Được Hoa Hậu ơi. Mấy biết sinh năm bao nhiêu không? Sinh năm 82. Mẹ Ken sinh năm 82 đúng không nhỉ? Năm mươi triệu, một tỷ rưỡi sẽ được cảm ơn thí
Quen nó làm gì? Không quen. Không quen đâu, hỡi không? Đừng có nhảy rồi, không có phòng hai. Vâng, xin được mời lên sân khấu các nghệ sĩ có mặt trong đêm nay để cổ vũ tinh thần các thí sinh, đó là ca sĩ Vũ Hà, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Bắc Thành Danh và Danh Hà Bảo Trung sẽ lên sân khấu để trao giải thưởng cho áo vàng 1 Nguyễn Thị Dương của chúng tôi. À, quả này đọc chuẩn rồi. À sao lại Lê Hồ Minh Châu, Hồ Lê Minh Châu chứ? Nhưng mà bình thường hay là Hồ Lê Minh Châu. Đấy là MC đọc sai. Trong bảng danh sách là Hồ Lê Minh Châu. Một lần nữa xin mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, xin mời hoa hậu Jennifer Phạm, xin mời Á Khôi Thanh Hương, nó tưởng là họ và xin lên. Mời bà Đặng Gia Bena sẽ cùng đến sân khấu các ngôi vị cao nhất nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2017 cho thí sinh Hồ Lê Minh Châu. Đây là chặng đường hơn 3 tháng của cuộc thi Nữ Hoàng Doanh Nhân Đất Việt 2017 đã khép lại trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Và đêm nay thật sự xứng đáng trên sân khấu ạ. Xin mời hoa hậu Jennifer Phạm sẽ trao. Ui dồi ôi. Xin mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ trao của chiếc vương miện cao quý Asetic Nữ Hoàng Doanh Nhân Đất Việt 2017. 1, 2, 3. Anh đẹp, anh Đàm Vĩnh Hưng này đẹp trai nhỉ. Không phải lúc nào cũng trải đầy hân hơn cỏ nhất. Trừ đến Quang luôn có những khó khăn cách trở. Tuy nhiên, với bản lĩnh tự tin của mình thì các nữ doanh nhân chúng ta đã vượt qua và đêm nay Lê Hồ Thị Minh Châu đã thành công. Hồ Lê Thị Minh Châu. Hồ Lê Thị Minh Châu đã đạt ngôi vị nữ hoàng cho nước Việt 2017. Này buộc cẩn thận rơi nhá. Cùng với tân nữ hoàng đêm hội cũng như là tân nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2017. Đấy, Hồ Lê Thị Minh Châu. MC này mà MC chuẩn này. Một lần nữa xin được chúc mừng cho doanh nhân Minh Châu, số nhân 05 đã đạt được ngôi vị cao quý nữ hoàng doanh nhân đất Việt 2017. Tỷ rưỡi đúng không? Sao 40 triệu. Kính thưa quý vị, như vậy là chặng đường của Nữ Hoàng Doanh Nhân Đất Việt 2017
xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các nhà tài trợ. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Một năm sử dụng dịch vụ chăm sóc da tại thẩm mỹ viện. Ôi ôi. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hào quá, nhiều luôn được lắm. Chỉ dễ hơi nhiều ấy nhỉ? Hay là tính vào cái vương miệng? Tính nhầm với nào chứ còn hoa hậu hai là được 50 triệu.